cả nhà, bữa nay trời đẹp, đi ra công viên câu xem có cá không. Mấy bữa nay trời nắng quá không có đi câu, bữa nay trời âm u chút, giờ chạy ra công viên thôi. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 7, cuối tuần đường xá cũng vắng vẻ. Từ nhà chạy ra công viên có khoảng mất 5 phút lái xe là tới chỗ câu. Người thấy đường phố đẹp, đường phố xem có cá không, không có cá cũng đi về, trời nắng. Ui, công viên bên kia, công viên nước đông người quá. Mấy bữa nay thời tiết bên này quá nóng luôn, 29-30 độ ở bên Vancouver, cháy rừng. Bây giờ mình sẽ quẹo ở đây, ở đây để đi vào về lối công viên đi câu. Cho mọi người công cộng, cho mọi người đi câu là public fishing. Bây giờ chạy một hồi nữa là vô tới thôi. Soát vé rồi, mình có mua cái vé sticker rồi thì chạy qua luôn, không phải trả tiền gì hết. Đây, bên trái này có khu chơi cho trẻ em. Đây, mình chạy theo những cái chiếc xe đằng trước. Đây là khu công viên rồi đó. Công viên này quay nhiều clip rồi, quay rất là nhiều clip rồi. Người ta đang chạy từ từ. Hôm nay đi ra thì không có nhiều người câu trên cái phao đó, bởi vì nếu mà nhiều người câu thì không có chỗ đứng, và nhất là trẻ em câu, mà nhiều trẻ em câu là không có câu được. Đây là trong này khu công viên. Khu công viên đây cũng vắng, bữa nay thứ bảy mà cũng vắng, không có đông người.
chạy xuống dưới này luôn. Chạy xuống dưới này luôn để đi câu. Kia bà đi đâu đây? Bà chạy xe đi đâu đây? Rồi, bắt đầu giờ đi xuống dốc. Đi xuống dốc là tới chỗ câu. Quay lại con đường rất là đẹp. Xe nó ra. Đó. Và bây giờ mình chạy đi vô trong giới thiệu cái khu hạ xuồng xuống đi câu rồi. Đây mọi người thấy không? Hai bên đường có xe, nhiều xe, xe đậu. Chạy vô đây coi cái chỗ người ta xuống xuồng, lên xuống tàu bè đó, đi câu đó. Xe đậu dọc đường mà. Hôm nay trời đẹp, bà con đi câu quá trời luôn. Sông đây là, wow, đó, nguyên một vùng chỗ này là người ta đi câu, câu mới chạy xe đạp, tàu bè ta đậu quá trời. Chậu để đựng cá mang xuống thử coi thử vận may xem sao. Giờ đi xuống đây rồi, chỗ này là chỗ câu công cộng. Hôm nay trời hơi mát mà không có ai câu hay gì. Chỗ này mình ra nhiều lần chụp hình, ngồi câu và chụp hình. Không biết có ai câu không? Không có ai câu hết. Đó, nguyên một dòng sông. Nguyên một dòng sông, nguyên một cái chỗ câu công cộng này là bây giờ là cũng không một bóng người luôn. Câu, xem. Đó, ngoài kia có mấy người đang bơi thuyền. Rồi, tới chỗ cầu rồi. Thử vận may xem sao. Ở đây có mấy người đó.
đang bơi thuyền. Đây là dòng sông Saskatchewan. Cái cầu Nipawin. Sau khi set up rồi, bây giờ chỉ ngồi đây chờ. Ngồi đây chờ khi nào cá nó cắn là nó view cần xuống là biết rồi. Đây là cái mồi câu cá đây, giống như là cá lòng tong á. Cá lòng tong nhưng mà người ta ướp muối mới tẩm một số vị vô à, nhìn này. À, giống như cá lòng tong Việt Nam á, giờ câu hai mồi. Một cái hũ này có khoảng 6-7 đô cái hũ này. Đó. Rồi giờ chị ngồi chờ. Ngồi chờ thời thôi. Đấy, một cái hũ này biết bao nhiêu con, 6-7 đô. Này mua ở Walmart hoặc là Canadian Tire, những cái chỗ nó bán đồ câu cá là sẽ có. Nếu mà câu cái mồi cá đó nó không ăn thì sẽ đi câu những cái mồi giả. Này mình có rất là nhiều cái mồi, các loại mồi giả khác nhau. Đó, cao su, rồi sắt, thép. À, còn bên này, đây là những cái mồi bằng sắt, bằng nhựa, đủ các loại màu sắc. Nếu một câu ngâm một hồi nữa nó không ăn thì sẽ thay bằng những mồi này. Đó, mồi này giống như làm giống như con rắn vậy, này cá nhỏ nhỏ, đây cũng vậy. Cái mồi này cũng mắc lắm. 7-8 đồng một con. 7-8 đồng này cá. 7-8 đồng một con bán ngoài chợ. Ngoài này cái thìa, gọi là cái spoon bằng sắt. Cái sắt người ta sơn vô, người ta mọi lưỡi này đây. Còn cái mồi này là mồi xoắn. Khi mà kéo thì cái thìa này nó sẽ quay. Nó quay làm cho, nó quay như vậy này đó, làm cho như những con cá khác. Thử ngồi câu một hồi xem mà câu ngâm cá kia nó có ăn không. Không ăn thì thầy sẽ thay mồi này. Đồ nghề của mình đi câu đã. Ngồi hơn nửa tiếng rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Bữa nay nước trong quá, cá không cắn hay sao. Ráng ngồi 15-20 phút nữa coi xem có động tĩnh gì không. Không có động tĩnh gì thì chắc quay cần lên đi về. Chứ bữa nay không phải là ngày cá cắn hay sao. Sông nước biển lặng. Xa xa kia có con tàu, con thuyền. Thôi ráng chờ 20 phút nữa coi xem có động thái gì không. Không có động thái gì thôi. Ở xa xa kia có chiếc máy bay. Chiếc máy bay nó vừa đáp xuống. Đây này, đáp ở trên sông được. Chuẩn bị nó cất cánh hay gì đấy. Máy bay chuẩn chuẩn. Đang chuẩn bị lấy đà cất cánh ha. Xa mãi đằng xa đó.
chờ coi xem nó có cất cánh không. Một chiếc cano nó đang đi tới nữa. Song song với chiếc máy bay. Coi xem nó cất cánh. Nó đang đi vô bờ hay gì chứ? Đúng rồi, đi vô bờ. Đi lên bờ luôn rồi. Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi không thấy em nào cắn hết, bây giờ vác ba lô về, nắng quá, hôm nay trời nắng không thấy em nào cắn hết, mang xô đi rồi mang xô về tay không. Đây, lên xe rồi, không có người nào đi câu, nó mỗi mình ra đây. Người ta biết hai câu không có cá không ai đi câu. Giờ đi lên đi về. Câu bữa hên thì được, bữa thì cá nó không ăn. Lên tới xe thôi, về nhà nấu cơm ăn thôi. Xe đậu đây, người ta đậu nhóc ở trong ngựa sắt của mình. Tới chỗ lên xe, lên xe đi về rồi. Chơi là thứ bảy mà thấy vắng vẻ quá.
kết thúc một buổi, nói một buổi câu cá thì không đúng, câu có khoảng hơn 2 tiếng, hơn 2 tiếng đồng hồ, không có phần cắn hết, không thấy động đậy một chút nào hết. Đi về, nắng đầu bây giờ là 11:30, là 11:30 trưa, về nhà nấu cơm ăn thôi. Xin chào quý vị khán giả và hẹn quý vị trong clip kế tiếp của Vivoman.